hai người là ai? Ám Bạch Vô Thường. Từ đâu tới? Ám Phổ. Tới đây để làm gì? Bác hồn ngươi. Tôi chưa chết mà. Đó là hồn thôi. Xác ngươi kìa. Tôi chết thiệt rồi hả? À. Ủa? Sao hai người đồng thanh vậy? Ngày nào cũng thế. Hai người thường nhóm nhạc nào? Bác hát quá. Đừng nói nhiều, theo ta về ấp phố. Về ấp phố, chết luôn. Mua tôi ra, mua tôi ra, mua tôi ra, mua tôi ra. Trời đất quỷ thần ơi, dạo này gì đâu mà người chết nó rủ đây quá trời quá đất. Nào là xì ke ma túy hút chích tầm bậy tầm bạ, bây giờ thêm mấy ông nội đua xe đua cổ xuống nữa. Cái hàng nghe thằng này nó chết vì tai nạn giao thông, nó chết nghe tội lắm nè. Thôi mày ơi, thôi mày khóc mà tao mệt nè. Không khóc không tôi nấc hoài. Nó khóc là tại vì số nó không phải là đua xe, nó đang chạy xe ngoài đường vậy đó, đang chạy ngon lành à. Cái từ tiếng là xanh còn đỏ, nó dừng lại. Cái xe trước phục khói mặt nó ngợp thở. Nó nằm xuống dưới xe sao cán nó queo à. Chết lãng xẹt cái đó. Đó, mà ba má đây không phải là kiểu như là sợ chết trẻ à, không biết làm ăn cái gì. Mới đốt cho xuống cái nhà biệt thự. Trong đó biệt thự đầy đủ hết nào là tivi nè, máy lạnh nè, máy giặt nè, đầy đủ hết. Vậy mà ba má quên đốt nó cái ổ khóa. Tối qua nó ngủ đâu khóa cửa đâu. Quỷ sứ thiên lâu rồi nó vô lấy trơn trời. Giờ nghe tội nghiệp lắm, khóc tội nghiệp lắm nè. Thôi mày ơi, mày không có tao mệt hoài. Để nó đi rồi nó kêu Diêm Vương xử cho. Thank you. Trời ơi, nó chơi ngoại ngữ với tôi luôn rồi trời. Thôi để mở vở sổ bộ ra coi. Hôm nay có ai chết rồi lâu ra xử luôn lượt coi. Khổ ghê vậy đó. Chưa vở sổ mà nó đua xe rồi. Thôi coi. Rồi nó đua lên. Đụng lên xe nước mía rồi. Văng tùm lum tùm la liên tục. Cấp cứu luôn rồi. Chà. Bác sĩ, con tôi có sao không bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nghe cái nhạc là biết nó xuống tới nơi luôn rồi đó. Đầu trâu mặt ngựa. Yeah. Mở cửa đón khách. Yeah. Trời ơi, quỷ quỷ sứ bóng nó cộng nội mẹ ơi, thì khổ ghê vậy đó. Con cho chú hỏi cái con. Con cậu mày với con. Cái mặt tao già chát rồi, thằng con mày hả mày? Ủa chứ phải vẽ hả? Mọc râu vẽ hả? Tao lao không à. Mày hỏi cái gì? À, ông cho tôi hỏi coi. Chỗ nào rút căm chỉ giùm cái coi. Trời ơi. Nó công như cái dòng số 8 mà còn rút cái gì nữa mà cái tên nó rút xương mày không mày? Bậy đồng bà, mày đây ở đâu mà rút căm? Không biết thì hỏi có gì đâu mà căng dữ vậy? Ở đây là đâu? Ở đây chính là âm phủ. Vậy? Ở đây là ở đâu? Âm phủ. Ở đây là ở đâu? Âm phủ mày ơi. Âm phủ hả? À. Sao giống động phong nha quá vậy? Đó. Nó trang trí cho nó âm u quyền bí mà kêu động không nha cái gì. Trời ơi con. Đi cà lớn tên cà lớn tên. Nhìn mặt giống hai lúa quá. Lao tù lao vô nó. Bé. Ở thằng thằng kia là con coi cái bé. Ừ bé. Cho anh hỏi cái chỗ cái khu trượt nước nằm đâu vậy? Khu trượt nước cái gì nữa? Khu trượt nước. Không biết ở đây đâu mà kêu chú khu trượt nước gì đó mày. Ở đây là ở đâu? Ở đây là âm phủ. Bậy. Đây là Suối Tiên mà. Trời. Cái âm phủ là quyền bí mà nó kêu là động nha là Suối Tiên gì nọ. Ờ không phải hả? Đây là âm phủ nghe chưa? Ờ âm phủ quay. Quay. Cái gì quay?
Cái gì? Nè đó, quay. Đó xưa. Cái gì vậy? Quay. Quay, quay. Quay gì? Quay. Quay. Ai? Quay. Quay. Ủa nó kêu hả? Tưởng kêu tôi quay chứ. Phải không? Nó được, được. Tụi bay quen nhau hết hả? Đâu quen. Đâu. Mày muốn quen mà mày vô mày chào hỏi khi thế mày. Giao lưu. Giao lưu văn hóa văn nghệ hả? Ê nhóc. Gì? Nhóc cái thọt gì chứ không mày bây giờ nhóc gì mày? Ai đây, ai đây? Đây ở đâu? Đây là âm phủ nghe chưa? Cái gì? Âm phủ. Ông là ai vậy? Ê. Mày vô tới đây mày không biết tao là ai hả? Không. Xin trân trọng giới thiệu cho mày biết. Ta đây chính là Công Tôn Sách. Ủa? Công Tôn Sách hả? Không, không. Công Tôn Phán mày ơi. Công Tôn Sách là ở trên Trần Giang theo phò Bao Đại Nhân à. Còn ta là Công Tôn Phán theo phò như là Diêm Vương. Hiểu chưa? À, đi. Âm hủ hả? Ừ. Phải âm hủ không? Phải không? Không nói là quỷ mày bước đây. Cái chỗ bạn làm gì đó. Cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Nè, 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 nè. Cái gì? Âm hủ với ông ơi. Nè, 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 nè. Chân không chạm đất nè, thấy ghê chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Cái ông này đất không chạm chân nè. Ồ. Ôi. Đúng đúng âm hủ rồi, đúng rồi âm hủ rồi đó. Chính xác luôn rồi đó. Chính xác chưa? Đúng rồi. Quỳ xuống đi, tôi kêu Dương gia xử tội chưa? Nghĩ dạ, sao kêu quỳ. Tự nhiên vô đây cho quỳ. Vui hôm nay vui à. Quỳ đi, quỳ quỳ quỳ. Gì vậy? Mày tào lao á. Quỳ đi còn không làm gì nữa. Nãy giờ mày làm tao sốc lắm nữa nha mày. Tao quế mày nãy giờ nha mày. Nha. Trật tự đi. Diêm Vương đăng đường nhà. Bao thanh thiên thiên là thanh long tập năm. Nói rồi không nghe. Cái này nhạc bao công nè. Cái này là cái tập mà bao công xử án con cá vàng nè. Ờ. Đúng rồi. Tại vì con cá vàng nó ăn con cá mập. Tà lao, tao chém mày bây giờ mày. Con cá vàng sao ăn cá mập được? Nó giờ không có logic. Con cá vàng là nó nhỏ xíu, con cuốn chiếu, con gặp con bự như chào ai, đặng đá sao ăn được? Một con ở ngoài biển khơi xa xăm, một con ở ngoài nước sông mà gần gũi vậy là sao quyển lại nhà bạn được. Nói chuyện bà la bà xà. Còn ông nội kia nữa, ông một cái nhiệm vụ nhấn nhạc là ông lãnh lương rồi mà ông nhấn bậy hoài. Vậy mà cứ đòi lãnh lương hoài, bực. Khổ quá mà nói tới nó cười. Tập trung vô cái đi ông nội, chuyên môn chính cái đi. Diêm Vương đăng đường nhạc. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ. Bé. Tuổi ấu thơ đã. Ủa? Mang nhiều. Bé sao dài như vậy? Trời ơi. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngậm ngơ như chim xa đàn. Thì mình tuổi thân và... Phan Hoàng. Dạ có con. Sao ta xuất hiện lại chơi nhạc thằng bé? Ủa chứ chơi gì Diêm Vương? Lần sau phải chơi nhạc sang. Dạ. Ví dụ như bài I swear. Ủa I swear là cái gì Diêm Vương? I swear by the moon is God is God. Ủa là cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông mua cái ca để ông tặng cho cái cạc. Rồi. Ông làm phán quan mà ông không biết ngoại ngữ thì làm sao ông nói chuyện được chứ, tội phạm hả? Dạ, con quá ngu dốt là xin Diêm Vương chỉ bảo cho. Ta dịch cho ông biết một lần. Dạ. Nghe rồi, rút dạ. Kinh nghiệm nghe chưa? Dạ. Bài I swear. Dạ, tiếng Việt là gì Diêm Vương? Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lời thề đó. À, I swear là lời thề đó. Bây giờ ta hát một lần. Dạ. Nghe xong. Dạ. Không hỏi nữa. Dạ. I swear by the moon is God is God. Dạ, lời Việt Diêm Vương. Dịch ra tiếng Việt. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Dạ. Tào lao rồi. Trời ơi, hát cái bài gì bài kỳ cục vậy? Vui. À, vui. À, vụ án nó có thể căng thẳng khi Diêm Vương làm cho nó giảm bớt cái sự mà sâu lắng đi nha. Chính xác. Dạ.
Thôi mình vô mình xử đi em chứ. Cho người đánh trống kêu oan. Cho người đánh trống kêu oan. Oan được rồi, còn thêm chữ ức vô chi nữa. Dạ, con xin lỗi Diêm Vương. Dạ. Thu lại. Dạ. Yeah. Cho người đánh trống kêu oan ức gà. Bỏ đi. Ta liệu gì ngươi đó. Dạ. Trời ơi. Cho người đánh trống kêu oan. Trời ơi, vô tới rồi. Rồi. Mấy trời cha ngươi kêu hoài. Ủa mấy cha tới rồi ha. Dạ, tới rồi Diêm Vương. Ta xin lỗi nha. Dạ. Vậy bắt đầu vụ án đi chứ hả? Dạ, vụ án sẽ phép được bắt đầu ạ. Vụ án bắt đầu. Bắt đầu vụ án. Bây giờ thống nhất cái câu nào? Dạ, thôi Diêm Dương nói câu nào cũng được. Dạ. Mấy ông ơi. Hả? Tôi có cảm giác cái phiên tòa này nó xàm xí đu. Dẫu vậy. Tại ông đó. Lúc thì bắt đầu, lúc thế này thế nọ. Dạ. Vụ án mở màn. À quên, mở màn từ sáng giờ rồi. Bắt đầu vụ án Hắc Bạch Vô Thường. Dạ. Trước khi vô vụ án thì sao? Quê Vũ. Ai mời ca sĩ Tuấn Vũ tới vậy? Dạ có. Uy Vũ. Uy à, Vũ. Uy Vũ à. Dạ. Ta nghe lộn à. Lại đi. Dạ. Ủa, ai gõ cửa vậy? Ai? Cốc. À, ai gọi đó? À, nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem gạt, nếu có lần này gõ cửa thăm thò. Nếu là tao à, tao chém hết á. Nghe tao hỏi. Tội phạm thứ nhất tên mặc áo thùng xám. Nhà người á, đây nè, nè, cái thằng con đua xe đó. Tội phạm thứ nhất đó. Dạ có con. Hai, nghề nghiệp. Dạ đua xe. Đua xe cũng gọi là nghề nghiệp đó hả? Tên họ An Toàn. Trời ơi. Đua xe mà lấy tên An Toàn. Tội phạm thứ hai, áo sọc caro. Dạ có con. Nghề nghiệp. Ghi đề. Người có biết là tao ghét đề đóm cờ bạc không? Dạ con biết. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 36. Có đúng là 36 không? Dạ. Phan Quang. Dạ. Chiều nay bao lô số 36 cho ta nha. Dạ. Tào lao rồi, tào lao rồi. Vui, vui, vui. Giỡn vui nha, thử thôi. 36 tuổi. Dạ. Còn quá trẻ đúng không? Dạ. Nghề nghiệp thì ghi đề. Dạ. Vậy tên họ là chi? Xỉu chủ. Trời. Tao nhức đầu với mấy thằng này rồi đó. Tội phạm thứ ba, áo rách khô ôm. Khô rách áo ôm. À quên. Khô rách áo ôm. Trần Minh khô chuối. Mày á. Mày đó. Mày đi ngoài đây mà đồ rách như mày không? Dạ, có chuối đây. Ai không biết ông có chuối. Nghe tao hỏi. Dạ. Nghề nghiệp. Dạ, ăn nhậu rượu chè. Ăn nhậu rượu chè. Tên họ. Dạ, sôi nước. Rượu chè sôi nước. Hôm nay là thứ dữ không rồi đó. An Toàn, xíu chủ, sôi nước. Cho tao hỏi, lý do nào các ngươi chết xuống đây? Ai có thể trả lời cho tao biết được không? Dạ con. Ông nói. Người à, ông nói đi.
Dạ thưa Tiên Minh Dương. Sao? Chuyện xảy ra như thế này. Trên đường về thấy người phê phê, tìm chỗ phê tinh phê một giấc, chưa kịp phê bóng giật mình thức giấc, thấy xác nằm đó hồn thì đứng đây, đang lây quay tính kim người để hỏi, chưa kịp hỏi thấy hai người này đứng mua, mua xong quát xong dẫn mình xuống đây, xuống đây rồi mới biết mình đã chết, còn tức quá bởi vì mình bị chết. Đừng nói nữa, Diêm Vương ơi, chém hai thằng này đi. Dầu cho quay xuống xăm xuống xa, dầu cho quay xuống xăm xuống xa, dầu sâu sâu xăm quốc tạp phố xếp hà. Tao thấy mày tào lao rồi. Tự nhiên mà chơi nhạc Lưu Đức Hòa vô đây. Tao hỏi con câu mà hát quá trời. Thôi đi. Thôi. Dạ, cái gì? Thôi. Ta. Thôi rồi ta đã xa nhau. Ủa đúng không hả? Kể từ khi sao nhộn nguồn thần. Yeah. Anh đường anh em đường em. Điên hả? Tôi không phải là người điên. Trời ơi có luôn nha. Tình ơi. Come on baby. Tôi không phải là người say. Nên nên nên. Nên đi em. Lên bài tôi còn chi nữa. Đứa nào hát nữa ta chém đầu. Chém đầu à. Còn gì nữa đâu. Mà không với. Với sao. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà thương với nhớ. Thôi hết rồi. Come on baby. Thôi hết rồi. Không hát nữa. Hát nữa đi. Cái thằng đánh đàn kia, mày rảnh quá mày đàn hoài cho nó hát hoài, không lẽ bây giờ tao lên tao đập cây đàn của mày cái mày quất bài đập vỡ cây đàn. Thôi tào lao rồi, tao lao rồi mày còn tào lao theo luôn. Trời đất ơi mày không ơi. Mày đứng đó mày tin là nó cắn mày khỏi đầu thai luôn không? Chưa được, chặt xuống đây. Tại không có cột mú đỡ thú. Ta hỏi hát từ lứa hết trơn cái trời. Sôi nước. Dạ. Yeah. Tối nãy ngươi nói là ngươi chết gì? Dạ thưa Tim Dương, con nói là con bị chết quan. Chết gì? Chết quan. Hồi nhỏ cứ đi học không? Dạ thưa có chứ. Tại sao gọi là chết oan? Phải không, pháp âm là chết oan. U á nó oan. O á nó oan. O á nó oan. Thấy kỳ kỳ rồi nha. Tôi nói sạp xì đú với bọn tin. Bọn tin nó chạm đâu trước cho mày. Phan Hoàng. Dạ. Ông có thấy cái điều gì lạ nơi chốn công đường không? Dạ, thật ra thì... Tất dạ. cả tội phạm đều phải quỳ. Dạ. Nhưng chỉ có riêng Sôi Nước lại đứng y muốn bạo động nơi chốn công đường hay sao vậy? Là... Ông biết điều ông phải làm rồi chứ Phán Quan. Hừ, đã rõ. Đưa y vào bên trong và cho y một trận. Hắc Bạch Vô Thương. Dạ. À. Đưa vào trong. Dạ. Hồi nãy Diêm Vương kêu đứng. Đừng có nói năng nhiều lời nữa. Đi. Vô đây đi. Vô đây đi. Thế nào là lễ độ. Trời ơi. Đánh nhẹ. Tôi đâu có làm gì đâu. Thôi thôi. Má mày không ra luôn. Chấm bệnh nó lại. Bút nó đi. Trời ơi. Bút nó đi. Gì vậy? Ai? Ai gì quá vậy? Ai? 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 Ai?
hay ông cho nó coi phim vậy? Dằn mặt vậy đủ rồi, cho nó ra đi. Gì mà đánh con người ta quá trời. Cái gì vậy? Trời, quýnh thành con cua rồi đi ngang không? Đi ra đây. Đi. Dạ. Cha má cha. Quỳ xuống. Người dám đánh người thi hành công vụ à? Dạ thưa, con đâu có đánh ai đâu. Dạ, bẩm Diêm Vương, đánh phán quan không phải là soi nước đánh. Vậy chứ ai đánh? Dạ, tụi con đánh. Hả? Dạ. Tại sao phe ta lại đánh phe mình? Dạ thưa Diêm Vương, bởi vì trong đó tối quá và tụi con không thấy đường. Cha nợ này mặc đồ chiếu qua thấy cái gì nhá là quốc thôi. Diêm Vương, đừng nói nữa. Nó đánh ông gì cái tội ngựa đó. Làm phán quan cứ tưởng mình là ca sĩ mặc đồ chiếu chiếu. Trở lại vụ án đi. Dạ. Tần nãy ta hỏi một câu nhưng các ngươi hát quá nhiều, ta không hiểu gì hết. Bây giờ các ngươi có thể nào nói cho ta hiểu rõ được vụ án không? Lý do nào các ngươi chết xuống đây? Ai? Ai có thể đứng dậy nói được không? Thôi ông Long trẻ nhất á, cho ông nói đi. Trẻ mặt nhất đó vậy mà gọi trẻ đó hả? Dạ. Đứng dậy nói đi. Cho phép hả Đi Vương? Ừ. Dạ. Phán quan đã đứng dậy nữa kìa. Cái gì vậy? Đâu cần phải đứng mới nói được. Thôi được rồi, đứng đi. Dạ. Dạ thưa Diêm Vương. Sao? Chuyện là như vậy. Ừ. Bữa đó con đi nhậu say quá, con về nhà, con công viên của con ở trước nhà con mà con tưởng là cái nhà, con mới nằm đó con ngủ. Con đang ngủ mê man thì tự cái thằng này nè, nó lấy ba cái nhang nó xọt cái lỗ tai của con, bị nhiễm trùng chấn thương sọ não chết. Áo sọc ca rô. Dạ. Sôi nước đâu có đi hớt tóc đâu mà ngươi lại rấy tai hay. Để rồi ra nông nổi là bị chấn thương sọ não vậy. Dạ con nói Diêm Vương nghe, con đang đi ngoài công viên này nè, thấy con cha này nằm, con tưởng cha này xác chết. Cái lấy ba cây nhang ra con lại để xin số. Thì đang lại vậy nè, thì thằng ông nội này nè, tự đâu chạy con tới làm sao nè, e, tông con cái rầm, con cúi xuống vậy mà thế con thoát vô lỗ tai luôn rồi. Thấy chưa? Cái gì mà chuyện lạ bốn phương vậy? Ta không hiểu gì hết. An toàn. Dạ. Cớ sao ngươi lại đụng xe vào áo sọc caro? Dạ chuyện là như vậy nè Diêm Vương. Ừ. Tụi con tổ chức đua xe. Ờ. Cái đội đua nó gồm 5 người. 5 người. Dạ. Con làm đầu tàu, con quyên góp mỗi người phải nộp cho con 5 triệu. 5 người là 25 triệu. Đua. Dạ. An toàn. Hồi nhỏ có đi học không? Dạ sao Diêm Vương? Ngươi nói trong nhóm ngươi có bao nhiêu người? Dạ 5 người. Gom mỗi người bao nhiêu triệu? Dạ 5 triệu. 5 nhân 5 mà là 25 mà, phải 28 triệu chứ. Bỏ đi. Dạ 3 triệu ở đâu? Cái gì vậy? 3 triệu nó mày nuốt ở đâu? Trời ơi. 5 lần 5 25 thôi. Ủa chỉ có 25 hả? Dạ. Vậy là ta tính 28 là dư đó à? Dư. Ta tào lao rồi. Hôm nay hồi đó học qua, học cái lớp lá là bị đuổi á. Ta xin lỗi, kể tiếp đi. Dạ. Con gom được 5 thằng là 25 triệu. Ừ. Giao cho con giữ. Con quy định là con khi mà con thổi còi một cái là 5 chiếc xe chạy đua từ Sài Gòn ra tới Ngã Ba Vũng Tàu. Mà con quy định đó là xe đua phải tháo thắng ra hết. Có thể cái chuyện cộng trừ nhân chia ta sai. Dạ. Nhưng mà trong nguyên vật lý á, ta không thể nào sai được. Làm sao? Người tuyên bố chạy xe mà tháo thắng. Tháo thắng làm sao xe nó nổ máy được hả? Trời ơi, trời ơi. Hai cái thằng ông nội không dính dáng gì nhau chân à. Tháo thắng xe vẫn đề ra chạy bình thường. Chết thậm chứ còn nhanh hơn nữa. Nó nói ta xàm xí đú cũng đúng. Ta xin lỗi, ngươi nói tiếp đi. Diễm Dương mà chè ngang cái đó là con không kể luôn á. Thôi kể đi. Dạ. Rồi cái con gom 5 triệu xong, con mới thổi còn phất cờ. Cái là 5 chiếc đua. Đua quá trời luôn, con nhắm mắt lại, con nhấn gan làm tới khi con mở mắt ra gặp cái thằng ông nội này nè. Ừ. Mặc áo caro trắng đen, con tưởng đâu cờ về đích. Trời ơi, con tưởng là con chiến thắng rồi, con đi chiến thắng rồi, giơ hai tay mừng chiến thắng.
làm cái rầm rồi ba đứa chết chùm luôn. Không hiểu con mẹ gì hết trơn trời, nói gì mà dính chùm luôn. Bây giờ các ngươi có thể nào mà nói chi tiết hơn được không? Ví dụ như dựng lại hiện trường được không? Đúng rồi, diễn lại, diễn lại, diễn lại, phục hiện lại hiện trường. Rồi để dựng diễn lại cho ông coi. Tái hiện lại. Dạ thưa Diêm Dương. Con đi nhậu về. Ngươi làm cái gì vậy? Dạ nhậu sai về. Ngươi đang đóng vai nhậu say đó hả? Dạ yeah. Vậy mà ta cứ tưởng đâu là tên biến thái không chứ. Xin làm lỗi lại nha đi. Diễn lại đi. Em ơi. Ta như vậy mà là em của ngươi à? Dạ con diễn là con về nhà con gặp vợ con kêu là em ơi mà. À, ngươi đang diễn với vợ của ngươi đó. Dạ, Diêm Dương đóng vai vợ của ông á. Làm hết hồn ngoài Diêm Dương. Làm lại đi. Dạ. Em ơi. Ghê đà. Ê, thôi bỏ đi. Ghê quá. Con có dưới là cái chỗ này, nó nằm nó ngủ đi. Bỏ đi, bỏ đi. Xác chết, xác chết, xác chết, xác chết. Ô, xác chết. Mượn, làm, ba cây nhang. À, chết thắng rồi. Tôi chết rồi, chết thắng rồi. Chết chùm. Không hiểu con mẹ gì luôn. Review lại. Review lại. Chùm chết, chùm chết, chùm chết. Chùm chết, chùm chết. Review nhanh luôn đi, review nhanh. Review nhanh. Cua nhanh, cua nhanh, cua nhanh. Nhanh, ba cây mượn. Sắc chết, chết sắc, chết sắc, chết sắc, chết sắc. Ta đã hiểu được sự việc. Sau khi xem cúng băng rồi tôi tới rồi tôi lui, ta đã hiểu được câu chuyện đó là như thế nào rồi. À, an toàn về lại vị trí cũ. Áo sọc caro. Dạ. Về lại vị trí ban đầu. Dạ đồ ơn Diêm Dương. Thở như bò thở. Sôi nước. Dạ. Nằm yên đó. Phán Quang à. Dạ yeah. Cái vụ án này tuy đơn giản. Dạ yeah. Nhưng mà bây giờ muốn luận tội kẻ nào là kẻ có tội. Dạ yeah. Thì cũng khó đây. Dạ yeah. Thôi thì ta tuyên bố như thế này. Dạ yeah. Chúng ta hãy nghỉ giải lao 15 phút được chứ. Dạ được thưa Diêm Dương. Quá. Trong thời gian nghỉ giải lao 15 phút, ta xin hát tặng cho mọi người một bài hát. Anh Diêm, anh Diêm, anh Diêm, anh Diêm, anh Diêm. Nó còn sung lắm, nó còn sung lắm. Phan Quang. Dạ yeah. Từ nãy giờ ta nghỉ giải lao được bao lâu rồi? Dạ yeah, từ nãy giờ ta nghỉ giải lao được 3 giây ông nội. Dạ 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 dạ. Sôi nước. Dạ yeah. Ngươi đang nằm đây. Dạ yeah. Mà ngươi lại nhớ vợ của ngươi à? Dạ con nhớ vợ con hồi nào. Ngươi không nhớ vậy tay ngươi có đang làm cái gì vậy? Múng lại. Múng cái chân luôn. Ta nói vậy thôi. Ta cho ngươi trở lại vị trí ban đầu đó. Dạ yeah. Đa tại Diêm Dương. Phan Quang. Dạ yeah. Ta trở lại vụ án được chứ? Dạ yeah. Được thưa Diêm Dương. Ông Phan Quang. Dạ yeah. Ông theo ta lâu bao lâu rồi? Dạ yeah. Đã lâu lắm rồi thưa Diêm Dương. Nhưng ông chưa bao giờ được đứng ra xử một vụ án nào đúng không? Dạ yeah, tại vì thời nó chưa tới thưa Diêm Dương. Vậy thì bây giờ thời tới rồi đó.
ta cho phép ông một lần được đứng ra xử vụ án này. Coi trong ba kẻ này, kẻ nào là kẻ có tội để chém đầu cho ta. Diêm Vương vừa mới nói gì? Ông điếc hả? Dạ không, thần nghe rất rõ, nhưng muốn nghe lại cho nó chắc chắn ấy mà. Ta cho ông đứng ra xử vụ án này, ông phán đi. Cuối cùng ngày ấy đã đến rồi, ngày ấy đây rồi, ngày ấy đây rồi, cho ta tìm. À, tìa ma ơi, có linh thi hay phù hộ, một ngày này cũng đã đến rồi để vinh quy bái tổ. Có bắt đầu xử thi không chưa? Xử đi. Trong vụ án này rất ly kỳ và bí ẩn, mà theo sự phán xét của con, người có tội chính là sôi nước. Cái gì? Điểm đi, người biết gì mà nói, ta nói cho người tâm phục khẩu phục. Nhưng im đi, nhưng mà đừng nói vậy nữa hết, nghe rõ chưa? Nín đi, người nói nó cắn người đó. Nếu ngươi không nhậu nhẹt bê tha mà Tử Công Viên là nhà của ngươi, không nằm đó như một xác chết, thì thằng xỉu chủ đâu có tưởng là xác chết mà quỳ lại lại lục quan sinh sinh số. Mà nếu nó không phải là lục sang sinh sinh số, cái áo đâu bất phơ để cái thằng kia nó tưởng là cái cá cờ gì đích mà nó lao vào. Tất cả lỗi lầm này đều do nhà ngươi, ngươi hiểu chưa? Im đi. Vàng bạc đâu, chuẩn bị đi. Vinh quy bái tổ. Cuối cùng sôi nước là kẻ có tội. Chính xác là như vậy. Hãy hãy Phán quan. Dạ. Ông theo ta cũng lâu rồi đúng dạ, không? Dạ đúng như vậy. Chiều nay vô lãnh lương rồi nghỉ luôn đi. Dạ. Ông làm gì cái kiểu gì vậy? Ông nghĩ sao trong vụ án này sôi nước là kẻ có tội? À, Diêm Vương vừa mới nói gì? Điếc hoài vậy? Con đã sai ư? Không ngờ bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, giờ đã có cơ hội lại không làm được trò trống gì. Thành cao lão chí quách. Cái gì vậy? Gì vậy? Hả? Không phải ăn chí quách gì vậy? Hả? Cao lão từ Hoàng Đông Nội ơi. Trời ơi, thì nói lại đi cha. Cái gì? Chỉ vì lời góp ý chân thật của ta mà ông lại cao lão từ Hoàng à? Không còn mặt mũi nào mà nhìn Diêm Vương được nữa. Hắc bạch vô thường. Dạ. Phán quan theo ta đã lâu, chỉ vì một lần ta góp ý mà ông ấy lại cao lão từ Hoàng. Chiều nay tổ chức ăn mừng đi nha. Chiều nay tổ chức ăn mừng đi. Không thích nhau lâu rồi. Thần biết Diêm Vương nó mang ngày này lâu rồi. Ta nói vậy thôi, ta muốn phục chức lại cho ông đó. Không chịu đâu, không chịu đâu. Thiệt. Thần dù gì cũng là thần nam nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Một lời đã nói ra, thần xin phép rút lại. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, làm thử đi, đó. Thử đi, dạ, xử đi. Tâm mệt chứ ông quá rồi đó. Dạ. Phán quan, nghe ta phán đây. Dạ. Trong vụ án này, sôi nước. Dạ. Ngươi là kẻ vô tình rơi vào vụ án, nhưng vì tội nhậu nhẹt bê tha, ta quyết định phải trừng phạt ngươi bằng cách là đi ngươi xuống tầng địa ngục thứ bảy. Ở đó 30 năm sau ngươi mới được đầu thai. Dạ thưa, đầu thai làm cái gì ạ? Dĩa mồi. Dạ. Diêm Vương quả là anh minh, cho hắn thành dĩa mồi để người đời cắn xé hắn giữa chợ đời. Hay lắm. Dạ. Hắc bạch vô thường. Dạ.
đưa sôi nước xuống tầng địa ngục thứ bảy. Dạ. Dạ. Đa tạ Diêm Vương. Thế. Dạ. Dạ trước khi đi cho thần hỏi một câu ạ. Câu gì? Dạ với tầng địa ngục số 7 có gái không? Có bê đê không à tiểu hàm. Ê. 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 Xíu chú. Dạ có con. Còn ngươi. Dạ. Vì cờ bạc mà cũng rơi vào vụ án này. Dạ. Nhưng đã trừng trị cái tội cờ bạc của ngươi. Dạ. Ta cũng quyết định đầy ngươi xuống tầng địa ngục thứ 9. Ở đó 30 năm sau ngươi mới được đầu thai. Dạ đầu thai làm gì Diêm Vương? Giấy giò. Diêm Vương quả là anh minh. Làm gì? Cho hắn thành giấy giò để người ta xé nát hắn giữa chợ rồi. Văn vẻ lắm. Dạ. Chiều nay vô lãnh lương rồi nghỉ luôn. Dạ, đi thôi bỏ đi bỏ đi. Dạ có ý không nghe thôi. Úp mặt vô tường. Bậy rồi. Hát bạch vô thường. Hát bạch vô thường. Đưa nó xuống tầng địa ngục thứ 9 đi. Dạ. Dạ. Đứng lên. Dạ. Cho em hỏi, ở dưới có xác chết không? Nhiều lắm. Đi đi. Dạ. Xuống dưới. Chi vậy? Xin số. Trời ơi. Xuống tới đây mà còn xin số nữa chứ không? An tâm. Dạ. Ra ở giữa quỳ xuống. Ngươi là kẻ có tội. Tội bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Bất hiếu là cha mẹ ngươi cho ngươi ăn học, không chịu lo ăn học, chỉ biết đua xe. Bất nhân là trên đường đua, lỡ may ngươi đụng vào một người nào đó, mà người đó là lao động chính trong một gia đình, lỡ may người ta mất đi thì còn những lại những người thân ai lo. Bất nghĩa là ngươi tổ chức gom tiền 25 triệu, bây giờ ngươi chết xuống đây, ngươi ôm 25 triệu ngươi ăn một mình, mày chơi dơ vậy mày hả? Đầu trâu mặt chó. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Cái gì mà xìu chứ vậy? Hồi lớn lên coi. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Thôi tao mệt quá, tao hô giùm cho luôn nè. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Vô lấy cái cậu đậu đại lên tao. Dạ. Được chưa? Dạ. Trời ơi. Phan Khoan. Dạ. Ông vào trong chuẩn bị. Dạ. Đầu trâu mặt ngựa. Có cẩu đầu đao chưa? Lấy đỡ cái gì đầu đao cũng được. Đầu trâu mặt ngựa. Dạ. Sao con vịt nó ốm quá vậy? Dạ hư Diêm Vương, con vịt nó ốm là tại... Tại sao? Tại nó ốm. Đi vô đi. Phan Quang. Dạ. Ông biết ông phải làm gì rồi chứ? Dạ, dạ có. Cái gì vậy? Dạ, cái lưới lon hứng cái đầu của nó. Cái thao đâu? Dạ, mắt ngắm đồ chứ có giặt. Ta mệt ông quá rồi. Dạ. An toàn. Dạ. Ngươi có điều gì muốn nói không? Dạ thưa Diêm Vương, cho con nói đôi lời. Nói đi. Dạ tôi mong các bạn trẻ đừng sống xa lại như tôi, làm khổ bản thân, khổ gia đình và khổ cho xã hội. Dạ hết ạ. Phan Quang. Dạ. Thật ra nó hối hận rồi đó. Dạ. Chém nó đi. Chém nha ngươi, mà lòng ta đau xót. Hy vọng là 18 năm sau ngươi sẽ trở thành hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất. Còn bây giờ chịu khó chuẩn bị chết đi. Yeah! Chết.
Quang. Dạ. Ông chém đó xong rồi tôi chém ông đó. Dạ. Đúng đó. Đưa cái đầu vô trong cái logo cái coi. Trời!